nên là mới thì có sẽ phải làm thôi. Nhưng mà phải nói thế này, bây giờ có ví dụ như là em nói cái chuyện là lúc ra thôi, ai có thể có cái lúc ai cũng có cái ai cũng có thể để chúng ta cái chỗ cái gì đó để làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.